cô Diệu Thảo rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào Ngọc Hương, hồi sáng giờ Ngọc Hương có câu được con cá nào chưa nè? Câu được con cá nào chưa là sao cô Diệu Thảo? Ngọc Hương nhớ là Ngọc Hương chưa chuyển qua nghề câu cá mà. Vậy là Ngọc Hương không nhớ rồi. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 4, tức là ngày cá tháng 4. Đó là ngày mà cả thế giới cùng nói dối. Thì cô không biết là sáng giờ Ngọc Hương có gạt được ai chưa? Thì ra hôm nay là ngày cá tháng 4. Đúng là chắc là do thời tiết nóng lực làm cho Ngọc Hương cảm thấy mệt mỏi nên không nhớ ngày cá tháng 4 luôn. Nếu mà nhớ là Ngọc Hương chắc chắn sẽ câu cô Diệu Thảo trước đó. Không có đâu. Mà thời tiết nóng lực như thế này thì người ta cũng dễ bị đổ bệnh lắm đó. Cho nên cũng nhân ngày cá tháng 4 thì cô sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương nè, với quý vị khán giả một món ăn chế biến từ cá, đó là món canh chua cá bớp sốt tương. Để thực hiện món canh chua cá bớp sốt tương thì chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu chính đầu tiên, đó là 400g cá bớp, 2 trái cà chua, cọng súng, sả cây, ớt sừng, các loại rau gia vị. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị thêm một vắt me, mè rang, tỏi băm, tỏi phi, sả băm, một ít ớt băm, các loại gia vị thông thường, bột ngọt Ajinomoto, sốt tương Lisa và hạt nêm nước hầm xương Ajingon. Bây giờ mình sẽ cùng chuẩn bị và thực hiện món ăn ngay nha Ngọc Hương. Dạ. Đầu tiên là cô sẽ ướp phần cá bớp này. Cô sẽ ướp vào đây khoảng chừng nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajingon. Ngoài ra để giúp cho khử mùi tanh của cá bớp thì cô sẽ sử dụng khoảng một muỗng cà phê ớt băm. Sau khi ướp xong cái phần cá rồi, cô sẽ để cá ở đây một chút xíu để cho cá thấm gia vị. Cà chua chúng ta sẽ cắt muối nè. Phần cọng súng đó thì rất là đơn giản, là cô sẽ chỉ vặn nó ra như thế này thôi. Cọng sả này thì chúng ta sẽ đập dập, và kế đó cô cắt khúc cái phần sả đập dập này. Còn phần ớt sừng này á Ngọc Hương, cô sẽ sắc lát nha. Và bây giờ thì cô sẽ sang giai đoạn là cắt đến phần rau gia vị. Đầu tiên là cô sẽ cắt cái phần rau om và ngò gai này ra. Lá húng chanh thì Ngọc Hương và quý vị khán giả sẽ cắt thật là nhuyễn ra như thế này. Sau khi mà đã chuẩn bị hết các nguyên liệu rồi, bây giờ đến cái giai đoạn quan trọng là làm phần sốt tương cho món canh chua. Đầu tiên là cô sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Cô sẽ cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu nóng rồi thì chúng ta sẽ cho cái sả đập dập này vào trước. Phần nước me đó thì quý vị nhớ, khán giả nhớ lưu ý là me vắt chúng ta mua về chúng ta sẽ cho nước ấm ấm vào và chúng ta bóp ra để lấy cái phần nước. Sau khi phi cái phần sả khúc này nó hơi thơm rồi, chúng ta lại tiếp tục cho tỏi băm, sả băm và cuối cùng là chúng ta cho ớt băm vào. Chúng ta xào để cho những cái gia vị này có mùi thơm. Kế đó cô sẽ tiếp tục cho vào đây 3 muỗng canh nước me. Kế đó cô sẽ tiếp tục cho đến phần mè rang khoảng 1 muỗng canh. Cô cho nửa muỗng canh đường và 1 muỗng canh nước mắm. Cuối cùng cô cho thêm nửa chén me còn lại vào. Và chúng ta cũng không thể thiếu 2 muỗng canh sốt tương. Trộn đều tất cả những cái nguyên liệu và gia vị này lên cho trở thành một cái hỗn hợp sệt như thế này. Bây giờ thì cô tắt bếp, thế là xong. Bây giờ thì đến một cái giai đoạn cũng không kém phần quan trọng. Sau khi chúng ta làm sốt tương xong thì quý vị khán giả sẽ cho cá vào xóc với một ít tỏi để cho cá thật là thơm và khử đi cái mùi tanh của cá. Và đây cũng là bí quyết của món ăn này, thưa quý vị khán giả. Chúng ta sẽ xóc cá để cá được săn thấm gia vị và lại bớt mùi tanh của cá quý vị nhé. Chúng ta chờ cho chảo thật là nóng, khi đó cô mới cho dầu vào và một ít tỏi cho vào. Bây giờ tỏi đã vàng thơm rồi đó Ngọc Hương, cô sẽ trút cá vào. Và cô Diệu Thảo sẽ bỏ tay xóc cá đúng không? Chúng ta cho cá vào để một chút xíu để cho cá hơi săn, rồi sau đó chúng ta mới xóc lên. Là hoặc là chúng ta dùng muỗng chúng ta trở nhẹ cũng được, chứ không phải là nhất thiết lúc nào cũng phải xóc đâu. Đó, nếu mà chúng ta không xóc thì là Ngọc Hương có thể dùng muỗng chúng ta trở nhẹ như thế này. Và khi cá đã săn và thơm như thế này rồi thì cô sẽ tắt bếp và chúng ta sẽ cho ra tô chung với lại phần sốt tương và sả băm lúc nãy chúng ta làm đó. Dạ. Cô sẽ cho phần cá này ra. Và bây giờ thì cô cũng đặt tiếp tục lên bếp khoảng 1 lít nước nè. Chờ cho nước sôi rồi, chúng ta sẽ nêm vào khoảng 2 muỗng canh hạt nêm Ajingon. Và cô nêm thêm nước me. Chờ cho nước sôi lên trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục cho phần sốt tương và phần cá bớp vào. Chúng ta lại tiếp tục cho cà chua vào. Chúng ta có thể nêm thêm một ít muối, một ít đường. Và cuối cùng sau khi cho hết gia vị vào rồi nè, chờ nó sôi lên trở lại, cô sẽ cho thêm một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto và một muỗng cà phê nước mắm nữa.
cho bột ngọt Ajinomoto và nước mắm vào giai đoạn cuối cùng này sẽ giúp cho món ăn của chúng ta thêm đậm đà và ngon hơn rất là nhiều. Nhưng mà cô Dự Thảo ơi, hình như cô Dự Thảo quên bỏ cọng súng vào rồi. Cô không có quên đâu, cọng súng cô sẽ cho vào cuối cùng. Khi nào mà ăn á, thì chúng ta sẽ cho vào đông tô và cô múc nước canh nóng vào thì sẽ làm cho phần cọng súng chín tái, ăn sẽ rất là ngon và giữ được độ giòn. À hay quá. Wow, thật là thơm, nhìn cũng rất là hấp dẫn nữa đó cô Dự Thảo. Cô sẽ cho cá lên trên cùng. Cô sẽ cho thêm một vài cái khoanh ớt và một cọng ngọt. Chúng ta muốn cho hương vị thơm hơn, chúng ta sẽ rắc một ít tỏi phi lên. Còn đây là phần của Ngọc Hương nè, Ngọc Hương nếm thử xem. Dạ, cảm ơn cô Dự Thảo. Ngửi thôi là đã cảm thấy rất là thèm ăn rồi. Quý vị khán giả cũng đang nóng lòng chờ đợi xem là Ngọc Hương cảm nhận món ăn như thế nào đó cô Dự Thảo. Đầu tiên á, khi mà chúng ta hít vào một cái á, vừa chua chua nè, vừa cay cay, lại có mùi thơm, vị đặc trưng của sốt tương đậu nành Lisa nha cô Thảo. Còn cá thì ngọt, cọng súng thì giòn. Món canh này á, đúng là món hè vui khỏe luôn đó. Cảm ơn Ngọc Hương và hy vọng rằng là trong ngày những ngày hè nóng bức này thì quý vị khán giả sẽ có thêm một món hè vui khỏe. Món hè vui khỏe. Quý vị khán giả thân mến, đừng quên viết thư về cho chương trình ở hộp thư số 620, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557. Còn bây giờ Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.